Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Chuyên về các cái hàng nội địa, âm thanh nội địa Nhật bãi. Nói chung là về hàng Nhật bãi. Xin mến chào tất cả các anh em. Thì qua 10 ngày em không lên video, em cũng nghỉ lễ và nó cũng ít hàng. Do đó cho nên là em nghỉ. Thì hôm nay em lên lại thì cũng một số anh em rất chi là yêu quý, cũng quý mến, mà đồng thời nữa là nhắn tin riêng cũng giống như là ở trên YouTube để cũng đam mê về âm thanh và cũng nhớ nhung. Do đó cho nên lại tiếp tục với công việc. Thì ngày hôm nay em lên một số sản phẩm về dòng Bossel. Thì ngày mới em xin mến chào tất cả các anh em. Chúc tất cả các anh em luôn đồng hành ủng hộ cùng trên kênh của em và anh em mọi miền trên Tổ quốc. Và thấp thoáng có những anh hùng rất chi là xinh gái cũng đang có mặt ở trên kênh. Và qua kỳ nghỉ lễ các bác đã đi hoạt động bình thường rồi thì chúc các bác là luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì đi vào kênh của em thì như thường lệ là sẽ có trò chơi game show mini nhỏ nhỏ. Thì trên trên đây là một cái bảng hiệu của em, là bảng về thông tin về em Lê Gia Học, bao gồm số điện thoại, Zalo và YouTube, cũng giống như là số tài khoản để các bác đoán trúng về vấn đề phần quà, cũng giống như là trúng số để các bác liên lạc với em để em xin địa chỉ và gửi đi toàn miền, toàn Tổ quốc cho các bác. Và hai phần quà, đó là một phần quà mới là một cái đài rất chi là xinh của Audiocom, và đồng thời là một cái máy ảnh các bác nhá. Thì cái phần quà máy ảnh á, là em bữa em gợi ý rồi, là số ra đây các bác, số của tờ vé số ngày hôm đó là của Bến Tre ngày 23 tháng 4 năm 2024 là 691 các bác nhá. Em gợi ý thì có rất nhiều anh em đoán 619 rồi chờ 691 rồi 690 rồi 169 196 rất chi là nhiều, nhưng mà người trúng thì chỉ có một người may mắn đây các bác nha. Vào 12 ngày trước, 691 có cái nick Google, nick YouTube là A còng Văn Canh gạch IS 6HB. Đây là cái nick của Google cho là 12 giờ trước anh đã đoán 691 và là người may mắn cũng giống như là chính xác nhất. Thì anh xem được video của ngày hôm nay thì cho em xin thông tin để em gửi cái máy ảnh đi vậy anh em làm kỷ niệm anh nhá. Và đồng thời là cái tờ vé số thì em đã dò rồi các bác. Ngày 24 tháng 4 năm 2024 là không trúng các bác nha. Đây không có con 691 nào cả. Đặc biệt là 563964. Đấy. Thì về phần vé số thì có 7319, không có 91. 81. Thì chúc anh em chúng ta cũng giống như anh em xem kênh là may mắn, lần sau ai may mắn thì sẽ trúng trúng số cũng giống như là trúng quà. Đấy. Thì phần quà máy ảnh đây các bác. Để anh em về làm kỷ niệm, các bác nào chụp phim hoặc là bỏ pin vào chụp thì chụp, còn không thì anh em ta để làm kỷ niệm. Và phần quà mới là đây là một cái đài các bác nha, em đã test ok rồi, và một tờ vé số đây các bác. Em ghi ngày 11 tháng 5, tức là vé số mới. Nếu trúng số và trúng quà càng tốt các bác nha. Và đây là về phần ngoại hình cái đài. Rất chi là xinh. Đài có FM full tần số 108 các bác nha. Tất cả AM, FM là đầy đủ, và pin và nguồn dây dây nguồn này, dây nguồn bằng dây số 8. Và một tờ vé số mới. Đài em đã test ok. Các bác về để trưng bày cũng giống như là nghe về vấn đề thời sự. FM full tần số 108 các bác này. Đấy. Một phần quà rất chi là ý nghĩa, cũng giống như là rất chi là đẹp để trao cho anh em chúng ta trên mọi miền Tổ quốc, những anh em đam mê và đoán số. Thì để hợp lệ với món quà thì các bác đi ngang qua kênh của em, gặp em ở trên các trang mạng, cho em xin một nút đăng ký và ấn chuông ở bên tay phải để báo hiệu mỗi lần mà em lên video, dao động từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ hàng sáng thì các bác sẽ nhận được, và đồng thời vào xem. Rảnh rỗi thì ghé vào xem những cái nào mà đam mê mà hợp thì anh em ủng hộ, các bác ủng hộ em. Em kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh cũng giống như là tất cả những thông tin qua cho các bác để các bác ok thì các bác chốt thì em sẽ gửi đi về toàn quốc cho các bác nha. Đấy, thì phần quà cũng giống như là lời chúc ban đầu là em có gửi gắm anh em là như thế. Và để em đi vào video bán hàng các bác này. Thì em đi vào video bán hàng thì cảm ơn tất cả các anh em những ngày hôm qua, những ngày qua em nghỉ, nhưng mà anh em cũng cứ ủng hộ em like rai một số món đang còn ở trên Zalo. Thì tí nữa em sẽ đóng đi hai đơn gửi cho anh em ở phương xa. Và ngày hôm nay thì em lên đặc biệt là ưu tiên về bot các bác nha. Các dòng bot sale để làm trợ lời cũng giống như là nghe hay bày đẹp. Và hàng thì cũng rất ít của Mỹ các bác nha. Mã đầu tiên các bác này, mã số 1 ngày hôm nay em lên một đôi loa nóc. Đôi này là loa toàn thân của nó bằng sắt của Kenwood các bác nha. Dòng này là của bộ dàn A97, A97, A85
nhà bộ dàn Kenwood dàn dàn đại trị giá nếu mà đẹp thì khoảng 28 đến 30 triệu và bình thường thì dao động từ 20 triệu trở lên đến 28 triệu và xuất sắc nữa thì rơi vào khoảng 35 triệu. Đó là một cặp loa nóc các bác nhá. Nóc đấy. Và đây là dây nguồn và lỗ thông hơi, toàn thân của nó bằng sắt và lin in. Đấy. Và con này thì dây nguồn em chưa test các bác nhá. Đấy, dao lái, dao mù, bác thợ nào vào để về kiếm rau dưa qua ngày hoặc là anh em dành thì vào đây là nút nguồn, vào lấy này. Đây là gọi là loa nóc của Ken. Em giao thợ cũng giống như là anh em đam mê và ở trên mọi miền Tổ quốc. Chưa dây nguồn, em chưa test, không bao gồm dây nguồn các bác nhá. Mã số 1. 1 triệu rưỡi em bao ship này. 1 triệu 500 nghìn đồng em bao ship một đôi loa nóc của Ken các bác nhá. Em sang bên mã số 2. Mã số 2 thì em đi một đôi loa, một đôi loa cái hãng này các bác, hãng này là nó khó đọc lắm, nó dùng làm giống như hệ Bose và loa trả lời. Nhưng mà công suất của nó là rất là cao. Cái này của Masuve gì đó, không để ở margin ở nước nào. Và đồng thời nữa là con này là model của nó là AV625 các bác. Chở khoáng là 6 ohm và 70W. Min là 30W, mát là 70W các bác nha. Đấy, dùng loa treo, loa trả lời. Chúc màn hình điện thoại của em đây. Bản con này thì nó bằng bản Bosel thôi. Chiều ngang của nó là chưa đến 20 các bác nha. Chiều cao là khoảng hơn 10. Và sử dụng là viền vải tấm dầu. Loa toàn giải, vừa là bóc treo vừa là toàn giải. Như cặp này á, thì thương hiệu cũng hiếm gặp. E căng là bằng sắt, thùng vách là như là thùng vách của bằng loa bóc treo. Em thì cặp này em chưa bán bao giờ và giá cả nhập về á, thì cũng khá cao. Và đồng thời em chỉ lấy một chút ít tiền lời để cho anh em về thưởng chất âm này. Em đã test rồi, 850k em bao ship này, lời 20-30k em cho đôi loa là về với lại nhà các bác. Mã số 2 các bác. Em lên mã số 3. Mã số 3 của Bosel các bác này. Đôi này thì con này là dòng bốt 101. Bốt này là bốt 101, size này là 150W các bác nhá. Đấy, đây là bốt xịt và của Mỹ này, sản xuất. Đôi này thì của em á, thì em 150W em về á, thì nó bị, để em gỡ cái căng ra cho các bác, em xoay cái ngoại hình xong rồi em gỡ. Nhìn dòng bốt á, thì nó cực kỳ là sắc sảo. Và đồng thời nếu ai đang chơi rồi thì nó là thương hiệu mạnh, nó giống như là JBL. Chiếc bên kia là ok, nhưng mà chiếc bên này thì em qua vận chuyển nha, em bị gãy một cái viền nhựa ở ngoài các bác này. Viền của bốt này rất là ok, nhưng mà bị gãy một cái viền nhựa ở ngoài. Thì anh em thợ nếu cảm thấy mà rau dưa được thì các bác lấy nhá, còn cứ Zalo cho em là ok. Zalo em để em gỡ ra cho nó dễ để em chụp cho anh cho các bác. Đấy. Nhưng mà chiếc bên này thì em để hờ để em cho các bác xem này, nó bị gãy một cái viền nhựa ở ngoài các bác này, cho nên là em đã test rồi, cho nên là nó hơi xấu. 1,5 triệu các bác này, 1,5 triệu em bao ship. Bốt là rất chi là cao các bác nha. Mã số 3 các bác cứ tham khảo trên Google hỏi em. Rất chi là cao. Rồi em lên mã số 4 các bác này. Mã số 4 thì hôm nay em lên một con loa của Sony các bác này. Loa này nói chung là em cũng rất chi là ít gặp. Công suất thì rất chi là cao. Và thùng vách cũng giống như là tất cả mọi cái này, hay như hạng bốt. Bởi vì nó đi vào dòng bốt như thế này á, thì là đương nhiên là chắc chắn là nó sẽ là có thể là làm trợ lời rồi. Và đôi này thì em đã nghiên cứu cũng giống như tham khảo rồi. Sản xuất của Japan, min là 50W, mát là 100W, 200W một cặp, chở khoáng là 8 ohm. Dòng của Sony các bác nha. Em đã test ok. Con này giá của thị trường anh em bán lẻ thì đang dao động từ 2,5 triệu. Tùy nha, nhưng mà nếu mà hàng bãi, hàng zin thì là đang bán dao động từ 2,5 triệu. Đấy, có thể là làm trợ lời tốt. Mã số 4 này, em đã test ok. Đấy. 1,8 triệu đồng em bao ship các bác nhá.
Rồi em lên mã số 5. À, mã số 5 thì em lên một đôi loa của Panasonic các bạn ạ. Đôi này á thì cũng làm đây các bạn. Nó là thuộc vào hàng toàn giải, đi hệ như là loa boss. À, tất cả là bát chét nằm ở trong này, nhưng mà con này đã được độ chế này. Độ chế ở hai trên này là độ chế từ Nhật về, hai con biến thế các bác nhá. Đây này, biến thế này. Cái này em không rành về món này. Đấy, dây nhựa rất chỉ là lằng ngoằng. Không biết là độ chế để làm cái gì. Panasonic SYA10TK. Em đã ghim vào cái cổng này này. Không biết là lấy nhạc từ đây hay là từ bên này, nhưng mà em ghim vào đây thì một chiếc hát và một chiếc không hát, còn đây là cái nút treo. Đấy, treo hai con biến thế ở hai bên. Bác nào dành thì về nghiên cứu hộ em này. Như hệ boss các bác nhá. Đấy, thôi em thanh lý các bác nhá. Em thanh lý dưới giá vốn 800k các bác về hát một bên, các bác về nghiên cứu hộ em xem là bắt hát từ đây, từ cái độ bộ độ chế này, hay là bắt hát từ bên kia. Nhưng mà em ghim qua từ cái rác này ấy, thì là chỉ có hát một bên thôi. Rác này này, xanh đỏ là hát một bên. Thì các bác về rành rồi về nghiên cứu dùm em xem là hai cái độ chế này của biến thế này ấy, thì là độ chế về vấn đề gì các bác nhá. Em qua mã số 5, các bác cứ kết bạn Zalo với em, rồi em gửi thông tin cũng giống như là thông số các bác nhá, để cho các bác nghiên cứu. Em sang mã số 6. Mã số 6 thì em lên một con boss các bác này. Một đôi boss này màu trắng. Boss này là boss của 101MM các bác nhá. Để em tí này em gỡ cái căng ra cho các bác xem. Cái màu này, màu này thì nó cũng ít gặp, nhưng mà nó không được đẹp lắm, bởi vì nó hơi dơ các bác. Các bác cân đối nhá. Bản này là bản của USA và bản 45W. Bởi vì boss này 101MM này, MMY này, nó có mấy bản watt cao hơn thì là đắt tiền hơn. Và dòng này là dòng 6 ohm, có thể là làm trợ lời cũng giống như là nghe nhạc. Đi rất chi là đều, của USA sản xuất, tức là Mỹ các bác này. Mã số 6, một đôi boss. Bản màu trắng. Đây các bạn. Viền bát cũng giống như là loa bát này, xịn, khá mới, đều màu. Dòng boss này thì nó có nhiều loại lắm các bạn. Có loại hàng bờ, hàng bụi, có loại nó khác màu thì giá rẻ hơn. Có loại đồng màu thì giá ok hơn, có loại màu xanh thì màu đỏ, rồi là màu đen. Nhưng mà thịnh hành nhất thì vẫn là màu đen, cùng đồng thời là các bác cứ tham khảo, mắc nhất và đắt nhất. Còn hàng của em thì hàng zin, em đã test ok. Đôi này giá thợ, gọi là thợ, chỉ hơn thợ một chút xíu nữa các bác. 1.900.000 đồng em bao ship này, mã số 6. Bản 45W các bác nhá. Em lên mã số 7. Mã số 7 thì báo cáo với các bác là rất chi là tiếc về đôi loa này. Đôi loa này thị trường đang dao động từ khoảng 3.500.000 các bác. Một đôi JBL hay là người ta gọi là JBL. Rất chi là sắc nét đây các bác này. Đấy, hàng như hàng đấu mạng về. Mã số 7. Vừa làm trợ lời, vừa có thể nghe nhạc, và thậm chí là nhẹ nhàng karaoke bình thường. Đây các bác, rắc bắp chuối. Một đôi người ta hay gọi là đôi JBL. Như hàng đấu mạng, rất chi là phong cách rất chi là mới, cũng giống rất chi là đẹp. Đấy. Mà về là em test là một con bát là hát một bên các bác nha. Và hai con check là ok. Đây các bác. Bản của JBL, JBL. Này nhỏ thôi các bác nha. Như hàng của boss. Cặp này đang có dao động từ 3.500.000 này. Anh em thợ này, em có tay nghề vào rau dưa cùng với em này. Anh em em thì là nhìn thấy 1.500.000 này là không có lời rồi đó. Các bác thấy biết, ai hiểu là biết rồi, không có lời rồi đó. Giá nhập cũng không được luôn. Xả lỗ các bác là 1.500.000 em bao ship này. Hát một bên bát. Cực kỳ đẹp đuôi JBL này. Mã số 7 các bác. Em lên mã số 8. Mã số 8 thì em lên một đôi boss nữa các bác này. Đấy. Đây các bác. Boss nhìn hàng bãi nó nhìn nó khác hẳn các bác. Hàng zin bản nhìn nó khác hẳn. Đấy.
Đây các bạn, này, chữ nó không có lằng ngoằng, không có nhiều. Không có nhiều chữ. USA sản xuất các bác nha. Bản này là của model Boss 101 MM 6 ohm, bản 45W. À, màu đen đẹp. Em lên mã số 8 các bác này, một đôi Boss này. Bản 45W màu đen. 2 triệu em bao ship các bác này. Em lên mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay em lên tiếp tục một đôi Boss các bác này. Đôi này nó lớn hơn 101 các bác. Model của con này để em đọc cho các bác. Đây em xoay ngoại hình xong em đọc. Boss này của em ấy là đôi này là Boss của em là model là 111 3 số 1 AD. Min là 45 và bản là 150W, chở khoáng là 6 ohm. USA sản xuất các bác nha. Hàng là zin nguyên bản hàng Nhật. Zin nguyên bản nguyên bụi. E căng đầy đủ, chữ đầy đủ. Đấy, Boss Shell. Mã số 9 các bác. À, bản model 11 3 số 1 các bác nha. 2 triệu rưỡi em bao ship này, lớn hơn 101. Lò thông hơi đấy các bác. Vừa nghe nhạc, vừa trả lời, cũng có thể là nhẹ nhàng ghép tình cảm thì karaoke nhẹ nhàng được các bác. Cho chất âm tuyệt vời về Boss, các bác nghe thử. Em lên mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì em lên một đôi Boss dạng phèo các bác này. À, các bác à, có cái căng này nó cứng quá các bác. Bởi vì nó có bốn cái chân này, hàng Boss nó làm xịn đó các bác. Nó rất dính, rất chi là cứng. À, hàng này bản vuông các bác nha. Ngang khoảng cao khoảng 26 đều. 26, 27 đều các bác. Đấy. Nó như vậy á, để như cái phèo á. Như cái phễu quạt lúa của anh em mình là ngày xưa mà làm bằng xi măng mà nhà nào cũng có một cái. Đây các bạn. Đây các bạn, dòng này là Boss là 13 số 1 BIB các bác nha. Bản 150W, min là 45W, mát là 150W và chữa khoáng là 6 ohm. Chúng màn hình điện thoại của em đây. Em đã test ok. Rồi đôi này 2 triệu rưỡi em bao ship các bác nha. Các bác không phải mất thêm một cái khoản gì nữa cả. Mã số 10. Em lên mã số 11. Một đôi trợ lời của Billner. Bản này hình chữ nhật. Đằng sau thì vòm. Ngang của nó hơn 40 các bác. Mấy cái hàng này dùng loa trợ lời với mấy cái làm đi e căng rất chi là chắc các bác. Đây các bác nha. À, con này là sử dụng con bát bên này còn chiếc ở giữa. Các bác lên em đọc model là các bác tham khảo trước khi quyết định. Cũng giống như là Zalo cho em gửi hình. Đây các bác, dạng hình như vậy ạ. Hình chữ nhật. Có giống như kiểu là con nón đằng sau á, vòm đằng sau. Đây. À, dòng này thì bị mục viền hết các bác nha. Tất cả những dòng này thì về là anh em thợ đều phải thay viền hết. Đấy, giá anh em thợ có thể là rau dưa được này. Còn em thì em đã test cơ bản là hát cho các bác rồi. Còn các bác lấy được thì về rau dưa giống như em thì các bác lấy. Một đôi này các bác này, 2 triệu 3 em bao chip, ngang hơn 40 nhá. Sử dụng 2 bát. Dòng loa karaoke cũng giống như là có thể là trả lời được. Cũng thế là đấu cái nối karaoke tạm được. 2 triệu 3 em bao ship. Em lên mã số 12. Mã số 2, 12 của ngày hôm nay thì tiếp tục một đôi Billner các bác. À, để em đọc cái mô đen nó giống đôi kia. Để cho các bác tra này. Mã số 11 mô đen giống như mã này các bác nha. Nó nặng.
À, con này bây giờ mất cái tem rồi các bác. À, em có cái tem cơ, nhưng mà hai con này là mất cái tem rồi. Của dòng của nó là dòng Bioner. Bioner gì em có nhớ mà cái gì 3 số 1, 4 số 1 gì đấy các bạn. Đấy, ngang hơn 40. Chữ vàng. À, cơ bản em đã test ok mục viền hai bên các bác nhá. Đấy, mục viền. Các bác về đầu tư một chút xíu rồi hỗ trợ thay viền giùm em. 2 triệu 3 các bác, 2 triệu 3 một đôi em bao ship này. Ngoại hình như vậy các bác này. Lớn lắm. Đó. Rồi mà số 12, 2 triệu 3 luôn các bác nhá. Rồi em lên mã số 13, còn lại 3 đôi loa Onkyo. Hết cái lô cũ này thì em bán nút này. Con này hôm nay em lên con D02GX các bác. Màng trắng. Hậu sâu, bản hơi lùn hơn. Phần ngoại hình, loa vuông thành sát cạnh. Thùng vách là bằng gỗ nền mộc đề can các bác. Lò thông hơi dọc này. D02GX 70W, trở khoáng là 4 ohm. Made in của China sản xuất các bác nhá. À, còn lại một đôi này và hai đôi Onkyo của X7 nè. Rồi e căng đầy đủ các bác, đây là đôi e căng. Rồi mã số 13. À, 700k em bao ship toàn quốc các bác này. Các bác không phải mất thêm một cái khoản phí gì nữa cả. Em bao ship hết. Em sang mã số 14 của ngày hôm nay. Em lên một đôi Onkyo. Onkyo của S7GX. Size này khoảng 28 các bác nha. 28. Thùng vách bọc đề can rất là đẹp, màu mận chín. S7GX 70W 140W một cặp, chở khoáng là 4 ohm. Made in của China sản xuất. Đây là đôi căng các bác. Và con này thì em đã test ok. 800k này, vuông thành sát cạnh em bao ship các bác này. Em lên một đôi loa Sony. Đôi loa này ngoại hình rất chi là độc đáo, có một đôi bass rất chi là sâu. Đây các bác, rất chi là sâu, màu đen tuyền. Xanh xanh đen đen và đặc biệt là bằng chép bằng giấy. Chép bằng giấy, đây các bác. Con Sony này cho chất âm chất mát bằng giấy, cho chất âm rất là tuyệt vời. Nhưng mà viền cứng quá nha, viền cứng bị mục viền rồi. Đây, không để mô đen gì cả, chỉ ghi là Sony US với lại một chữ tiếng Anh và đồng thời là chữa khoáng 8 ohm thôi. Dây loa liền sơn các thành cạnh sơn rất là đẹp, rất là chắc chắn. E căng bằng sắt. Và em xả đôi loa này. Đây các bác. E căng bằng sắt, xả dưới giá gốc 650k các bác về thay hộ em cái viền. À, xài sử dụng rất là bền, hàng zin nguyên bản mà nguyên zin và nguyên bùi. Em lên mã số 4, mã số 15. Em xin lỗi các bác, mã số 15 em lên một đôi Onkyo. Onkyo này là Onkyo S7GX các bác này. Sử dụng một đôi bát màng carbon sợi màu trắng. À, chất rong. Chúng màn hình điện thoại của em đây, chiều cao dao động là 28.
70W, chìa khóa là 4 ôm, thùng vách bằng gỗ nền, bọc đề can. 140W một cặp loa. Đấy, qua vận chuyển có tróc tí ở đây, cho đó nên là em trừ ra. Tóm lại là ngoại hình không được xuất sắc đó. Rồi đây là đôi e căng bằng vải các bác này. Em giao 700k, em bao ship này, số mã số 15. Các anh không phải mất thêm một khoản gì nữa cả, em lo hết nhá. Em lên mã số 16 cũng là kết thúc video ngày hôm nay. Em lên một con loa sử dụng một đôi mắt phễu. Trong này là một đôi loa phễu, một chiếc loa phễu khoảng 18 các bác nhá, 16 đến 18 Unibet phiên bản giới hạn. Loa này thuộc vào dạng là loa tủ đài, tủ đài một chiếc. Có bao gồm là lỗ aux này các bác này, aux để cắm điện thoại bằng hai đầu ống sen, mic để hát này, em đã test qua mic cũng ok luôn rồi này. Và có thể là đấu sang một đôi loa, cái này là của 8 ôm này, 15W, chắc là loa nhánh đấy các bạn. Dây nguồn liền. Con này cao hơn 60, rất chi là cao to. Đây các bạn. Cho chất âm rất chi là hay, có hệ tuần giải, loa phễu. Các bác cứ Zalo cho em nhá. Con này 1.300.000 đồng em bao ship này, toàn quốc. Chất âm rất chi là hay. Và kết thúc video của ngày hôm nay thì một lần nữa cho em gửi lời chào cũng giống như là lời chúc tốt đẹp nhất đến cho tất cả các anh em trên mọi miền và đam mê. Chúc các bác là mọi nẻo đường là bình an, công việc là suôn sẻ, mạnh khỏe và an lành và hạnh phúc. Em xin kết thúc video. Hẹn các bác lại ngày mai ạ.